Hello everybody. Hello. Xin chào các bạn. Hôm nay các bạn làm gì? À, bây giờ là mình ăn đi đến ăn trưa rồi các bạn. Clam soup. Mushroom soup. Clams. More mushrooms. Potatoes. Put some butter into. Potato is a bit too small. Potatoes? À, bữa nay mình ăn là... Potatoes. Là... Potatoes, yeah. Too small. Cháo hến. À. Cháo sò cháo hến vậy nè, bà xã làm. Yeah. Có khoai tây, có mushroom, có con hến. À. Ngon. Ngon lắm. Ngon. Là bên chi. À, mình nói á, ở xứ này á, các bạn không biết là về vấn đề mua nhà ở Việt Nam thì nói người ta nói là sống có cái nhà chết cho bộ mã phải không? Đó. Thì ở nhưng mà cái đời sống bên đây á nó khác phải không? Ví dụ mình có con cái và gia đình đông đó, không? Mà cha mẹ anh em sống chung với nhau mua nhà phải không? Nhưng mà đây hai vợ chồng mình á là khác người ta, mình khác người ta. Mình chỉ mướn nhà, hồi xưa mướn nhà rẻ có 320 triệu rưỡi, thôi mình còn độc thân á, mướn nhà có 200 đỡ một mình à, mình qua lại á, mình tự lập á, mình ở một mình không ở chung với ai á, qua đây một mình, không, mình ở một mình, không có xe ở mình chết. Cái gì đó rất độc lập, rất tự do độc lập và mình mới là hạnh phúc á các bạn. Đó, cho nên mình ở mình không xe ra nhà Hà Tiện cả nhà mình ở mình này mướn cái phát bình ở mình đi về mới đầu cũng có ở mới qua vài tháng mình ở chung nhà mình biết được sao người ta vui sao khi mình ở chung nhà các bạn thấy không mình cũng sẽ kêu độc và tự do và hạnh phúc là đó là các bạn không cảm ơn mình làm mình tính là mua nhà tốn tiền mua xe cũng tốn tiền như thế cũng có cái đó cảm thấy là ngồi lên xe chạy vui vui nhưng thấy người ta nhưng mà không phải giờ trong đèn khác đây đó sống lên khác nghĩa là người ta chỉ chú trọng về cái du lịch á ai mà mỗi năm mà đi ra phải những nước á du lịch á mỗi năm đó là người ta là về quan điểm đạo đạo nữa là sống mà là xe cộ thắng xe qua theo Việt Nam đi du lịch muốn khách ở khách sạn đó cái du lịch ở đâu đó làm người ta đó và hơn nhau ngay chỗ đó chỗ du lịch đó các bạn cách mình ta tiêu xài ở đây người giàu á người giàu với người nghèo á có biết lắm
phải ai nấy ông đều đi trong một cái shopping mall cùng với nhau, mình không biết người già người nghèo đó, không còn Việt Nam mình đó, biết liền à, xung xe không chảnh chó đó, khoe cũ á đó, không cho nên đó đây á. Là tùy cái công việc người ta không, ví dụ ở bên đây ở thành phố này cũng có cái đồi Mao Royo đó, thì những người bác sĩ luật sư rồi những người tâm tiếng chúng tâm á, họ ở đây có rất nhiều. Còn lại đi xa ra nữa thì là những người bình dân rồi những người trong người trung lưu đó, bao phận ở xa là tối là còn phòng mình đó thì bà xã làm sao này mình lấy đi làm mình cũng ở kiếm chỗ việc làm ở trong phố rồi. Xa ra làm mấy cái hãng xa đó, mình ở đây mình không cần phải mua xe, đi xe buýt hay đi bộ luôn tới chỗ làm rồi, vừa là mình đây là tới chỗ làm cách khoảng đâu có 2 số, 1 xe số à, đi bộ bà xã không vậy, bà xã cũng là cũng trước còn ở với bà già chưa lấy đi nhau á, vậy phải cũng có bà già, nhưng mà rồi hồi lên mà có được làm rồi là cũng muốn dọn ra ngoài ở á, mình cũng vậy, mình muốn nhà xưa rẻ, sau khi hai vợ chồng mình cưới á, từ cái chuyện nhà lên 500 400 không 400 hai vợ chồng cũng làm ở trong phố nữa, không cần mấy cái cách nhà có 1 cây số là đi bộ đi xuống, phải cần mua xe không, từ cái nghĩa là thấy không cần thiết, không cần thiết phải mua nhà, không thấy không cần thiết phải mua xe, nên là làm ra những người khác có thể người ta xài hết nhưng mình lại khác không. Mình có một ông bạn ông người Thụy Điển tên là Kurt Jander đó, thì nói đúng ra thì ông ta lấy cái người bà con của mình ông khuyên một câu ông nói là cần có tiền trong khi khốn khó đó, trong khi ví dụ như bây giờ là sốt đau nào đó, rồi bị kinh tế xuống nè, hay là khủng hoảng kinh tế chẳng hạn vậy, là nếu mình có tiền đó, là mình sẽ giàu hơn những người khác, mình có tiền trong nhà băng là nghĩa là nếu mà mình giàu hơn những người mình có nhà có xe luôn đó bạn, không, rồi á, ông già của bà xã mình á, thuộc viên bà xã, có gia pha là FI rồi. You don't have the money, you don't need it. Ông khuyên bà xã một câu nữa là nếu mà không có nơi nào buy được á, không cần phải mua, không có tiền đừng mua, đừng có việc cái chữ sĩ, chữ sĩ mà mua, khoe của làm gì, cái bỏ tiền vô invest hết. Cái vết rồi khi mình về già đó nó thư thái hơn những người khác là ăn thua ngay cho đó rồi đó, thì đó là như vậy đó, mình sống cái lời rất là bình thường luôn. Có những người khác người ta thấy mình, người ta tưởng mình nghèo kiết xác, không có đất gì đó, không có xe, không có nhà, ở mướn không à, không cần thiết các bạn. Nhưng mà
nhưng mà mỗi năm mà đi du lịch nhà cửa xe cộ đâu cần thiết, ông nhà ở mướn ở apartment ở condo mình mướn nó rẻ hơn là một mua nhà nhiều, mình không phải cần trả thuế, không cần phải trả tiền bảo hiểm nhà, không cần phải trả tiền thuế nhà cửa đất đai, không cần phải trả điện. Ở đây mướn nhà các bạn không, mướn một cái apartment á, bề dài là 10 thước, bề ngang là 5 thước, không dài là dài cả 15 thước luôn, bề ngang đâu cũng ăn là 6-7 thước luôn á, không ngọn không cần phải có ba phải không, không cần phải trả tiền điện, không cần phải trả tiền nước, không cần phải trả tiền hết, không đó cầm mua về mình để trả là đâu vô đấy à. Nhưng mà cái ở những cái tiền của mình hay làm ra mình invest, bỏ những cái vào cái chương mục nghĩa là trong cái những cái quỹ con gà ấp trứng gà vàng khi về hưu theo là lock in thì thay mình còn những người đó là không tính, người ta nghĩ không là làm tới 65 tuổi mình sẽ có tiền về hưu già, nhưng cái tiền đó nó rất nhỏ. Ra đây giờ sống bên đây mình phải mua những cái khoản đó để mình về hưu. Như bên Mỹ thì cũng có cái là 401 đó kia, 401 đó là mua những cái khoản đó là nó riêng ra, còn mình đóng tiền về hưu á chỉ một ít nào đó thôi, mà các bạn cần phải đóng ở bên Canada này, các bạn cần phải đóng phải trên 56.000 đô trong cho trong cái quỹ CPP là tiền về hưu của nhà nước á, thì các bạn có thể là được mỗi tháng 1.000 đô, 1.000 đô tùy theo cái đời sống gia tăng, phải là cái view á, phải lên cái view 56.000 đô. Còn nếu các bạn đóng tiền khoảng tiền dài dưới 10.000 hay dưới 20.000 đóng tiền bao nhiêu mỗi năm, mà lúc trước thì nó kiểu làm cho tới 25 năm có thể về hưu, hay 30 năm có thể về hưu. Nhưng bây giờ năm 2020 bắt các bạn phải làm đúng 40 năm đó, 40 năm thì bạn mới có đủ điểm để về hưu. Không còn lúc trước mình làm chỉ cần 25 năm à, 25 năm mà 30 năm là đủ về hưu rồi. Cho nên tại sao vợ chồng mình á tính cái đường dài, người ta nói á là đáo mã thành công, theo Việt Nam mình ra chữ đáo mã thành công đó, nó không phải như là mình trúng số rồi mình đáo mã thành công, không phải như vậy. Đáo mã thành công đây á nghĩa là sao, con ngựa nó chạy á là ăn thua, con ngựa hay á hay dở là ăn thua, là cái mình thấy cái nước bền bỉ của nó đó, nó chạy đường dài á, không mà nó không tổn hơi tổn sức, nó không cái gì hết á, đó là con người hay. Chứ có những con ngựa chạy tới cuối đường, con đường dài tới là nó y dạng đó, rồi không có đất gì yên cương thì tơi bời hết, mà nó ăn thua con ngựa nào chạy cuối đường vẫn còn yên giác, vẫn còn đầy đủ đuôi rồi này nọ vẫn còn mà đầy đủ, đuôi dài mướt lông mướt, đó là người hay, còn người dở
dù cũng có rất nhiều chỗ đậu chuồng rồi nọ, chuồng rồi kiên cố rồi nọ, nhưng mà trở về hưu không còn gì hết rồi. Có những cửa nó chạy qua tới một lúc nào đó là con xùi một mét nó đứng vòng 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 vậy thôi chứ không có làm đất gì được. Lỗi các bạn mình dùng chữ đất. Hôm nay đó tại sao đó thì tụi mình để dành hết rồi à, các bạn ở đây làm khi mình muốn về hưu mà phải liên lạc với tụi nhà băng á thì trong đó nó có một cái người nó khuyên mình cách mình để dành ra sao để khi mình về hưu tính tính đường dài lắm nó bỏ vô thì hai vợ chồng mình đi làm thì nói đúng ra hồi xưa mình đi làm một người đi làm lo tất cả hết, một người đi làm á là lo về cái chuyện mà tương lai thu phí tiền invest vô nhà băng rồi. Nhà băng nó advice mình á, nhà băng nó advice mình á, không mình phải buông, mình phải buông theo, mình không có được rút ra tiền ra sớm để sẽ mất cái tiền lời, ví dụ chẳng hạn vậy. Không thì mỗi mình thấy cái lên rồi mình không phải mua một bỏ một trứng vô nguyên vỏ trong một cái vỏ không, mình chia ra nhiều nhà băng ở đây nhiều, nó có nhiều cái nhà băng mấy ông thì để invest nọ trust nó, cho nên mình chia ra mình không bỏ tất cả vô một cái vỏ, mình chia ra nhiều rất là nhiều nhà băng đó, cho nên á mình invest cho nhiều cái khoản không phải không. Rồi còn chơi chứng khoán, chứng khoán để làm giàu á mình không có chơi, chơi chứng khoán là mua những cái mà nó có cái lời cổ tức á, dividend á đó, mình mới mua. Còn có mấy cái gì mà mua mấy con chip thì họ mình không mua, những cái mà daily trade thì nọ mình không mua, mấy cái đó mình tào lao không mua, không có đồng lợi cho mình thì về già không có về hưu được, mấy cái đó để chơi như đánh bài mà không thích. Hello everybody, ok xin ra mà be on là tôi kết yeah ok be on là tôi kết on là Honor. So what a way to go on it to like it. But that's okay. Honor to cut it. Yeah, honor to cut it. Honor to cut it, okay? Get the thứ này là không phải là mua nhà là biết tượng mình già đó. Thì đây á, khi các bạn mua nhà đó thì các bạn phải tốn tiền
luật sư là một nè, phải không? Luật sư nè, phải không? Một mà cái tiền mà bỏ đặt cọc nè, thấy chưa? Đặt cọc nè, đó, thấy chưa? Đặt cọc là nghĩa là lúc trước là 5%, rồi nhà nước cho mình mượn thêm 5% nữa, đó, phải không? Lúc trước là 80 á, phải không? Thì cộng với 5% nhà nước cho mình nữa nè, thì trong đây á, trong cái nhà của mình á, là nhà nước đã có giữ một khoản trong đó rồi. Nếu mà bán nhà ra đó thì cái nhà nước đó sẽ lượm thẳng ở trong đây, là sẽ là cái thế, nó kêu là capital thế, capital đó, đó thấy không? Capital đó thì nhà nước sẽ lượm cái khoản này nè, capital này. Các bạn phải biết khi mà bán nhà ra, còn mấy người ví dụ như mua mà trả không nổi bị mất nhà thì nó khác, không? Thì trong này đó là cái nhà đó thì các bạn phải trả nè tiền thuế của nhà đất nè, đó, thuế nhà đất, thuế nè, thuế nhà đất nè, không? Đó, không? Tiền nghĩa là trả từ từ mà mượn nhà băng á, nghĩa là nhà băng nó lượm trước à, tiền lời á, không, tiền lời à, nhà băng á nó lượm trước các bạn là khoảng chừng là đâu là 10 năm đó, là các bạn đầu tiên là cứ trả tiền nhà băng, tiền lời nhà băng à, nhà băng nè, tiền lời á, không, các bạn trả lời 10 năm trước à, nó lượm trước à đó, rồi mấy cái năm sau là các bạn là trả từ từ là trả tiền nhà, phải không? Và trong đây ví dụ như các bạn mua một cái nhà, ví dụ 100.000 đi, phải không? 100.000 đô, thì cái tiền lời á, các bạn đã trả cho nhà băng là hết rồi, không được ở đây rồi, đây là phải là 30.000 đô cái tiền lời trong đó, bây giờ có thể hơn nữa, tùy theo cái mức định mà cái này mình nói là tối thiểu đó, tối thiểu của cái tiền nhà mà tiền mượn nhà băng đó, không? Trong đó là các bạn phải trả cái tiền bảo hiểm nhà nè, đó, bây giờ bảo hiểm nhà nè, đó, bảo hiểm nhà phải không? Rồi tới tiền nước nè, tiền điện nè, phải không? Tiền điện, tiền nước nè, phải không? Nước là tiền lấy rác nữa nè, đó, lấy rác nữa nè. Không, rồi tiền bảo hiểm nhà nữa, đó là bảo hiểm nhà nữa nè, bây giờ bảo hiểm nhà nè, bây giờ là hỏa hoạn lục lội gì đó là ở trong đó, không, rồi các bạn có xe đó, đây là bây giờ nói là về chiếc xe đó, chiếc xe con ô tô đó, đó. Mấy bạn mua ở đây mua trả góp của các bạn, cho nên là trả góp hàng tháng nè, phải không? Phải trả tiền lời cho chiếc xe nữa nè, đó đã luôn lấy cho mượn là 3 năm, đó là tiền lời cho chiếc xe nè, là tiền bảo hiểm nè, là mỗi tháng nó đột mình phải trả mỗi năm giờ bao nhiêu, thì tiền đây cũng vậy, tiền đây là tiền thuế và hàng năm, đó, có nhiều lúc chặt thuế cả 4-5 ngàn luôn, 4-500 giờ thì tổng rất là đó, thì đó nhà và xe. Các bạn sẽ làm nô lệ cho cái nhà mà xe, không? Đó, thì đó, tiền như vậy thôi. À, các bạn đã trước mắt trả cái nhà ít nhất là phải là 2-3 ngàn, đó, từ 3 ngàn tùy theo cái nhà của bạn tính gần 100 ngàn thôi, thì ít nhất là trả nhà. Trong tổng thứ mọi thứ là tổng cộng 3.500, phải không? Thì bây giờ mình nói về cái mà người mà không có mua xe, không mua nhà, nhưng mà vẫn để tiền để dành, cũng như các bạn đã mua nhà mua xe, thì các bạn cứ tính đi, thì mỗi tháng các bạn chi ra cái nhà và cái xe của các bạn, ví dụ như
3.500 đi đó, không thì mỗi mình trả mỗi lần thì mỗi năm này nó xuống luôn từ từ, nhưng mà cuối cùng á khi mà bà trả hết giờ rồi á thì á cái nhà của bà cũng phải trả, dù là trả hết cái nhà rồi đó, dù là trả hết cái nhà đã bức xong rồi, bà người tiền mua việc gì nào đã trả hết rồi, nhưng vẫn trả cái tiền thuế nè, vẫn trả cái tiền thuế nè, tiền bảo hiểm nhà nè, thấy không, bảo hiểm nhà, thuế nhà cửa nè, thuế nhà đất nè, tiền rác nè, tiền điện, tiền mà nọ, tiền cũng trả lệ chi cũng là khoảng hơn là 1.500 đô, nhà mình, không bảo hiểm nhà là đủ thứ rồi, sửa chữa nhà nó hơi còn sửa chữa nhà nữa, phải không, còn cái renovation nữa, phải không, nhà cũ mình ở mình trả mình. Mua nhà cũ về cũng mua nhà mới cũng vậy, mua nhà mới ở hồi lâu cũng phải renovation rồi làm trải đất trải cát rồi lùm lùm lùm, cái số tiền này tiền dư ra đó. Nhưng mà các bạn phải nghĩ rằng là cái nhà của bạn á, tiền của bạn dính cứng cái đồng cái nhà đó, mình không lùm ra đó. Có những người ta có nhà nhưng mà ta xài visa không đó, người ta xài visa xài trước đã sao á, thì từ cái tiền lời trong đó nó tính bao nhiêu nữa. Còn ví dụ bây giờ mình nói về cái người mà không có nhà, không có xe, thì ví dụ như các bạn trả đó là những cái về cái nhà và cái xe cũng tính đổ đồng đi, khoảng là 3.500 đô trong đó, cái nhà và cái xe đó, tổng cộng thấy không đó. Thì cái tiền này á, mình á không có nhà không có xe, vẫn nghĩ là mình nghèo mình đói hay là mình nghèo kiệt xác luôn, không có đủ tiền mua, mình để dành tiền đó. Thì các bạn trả tiền nhà trong vòng 15 năm đây, 20 năm đây, thì mình nói rồi, thì trong cái 3.000 mấy cái tiền mà tiền nhà tiền xe mình để dành, mình sống cũng giống như người, mình để dành giống như một cái người mà đang trả tiền nhà và tiền xe, thì dùng cái số tiền đó để mình invest đó, mình chơi chứng khoán, nhưng mà không chơi chứng khoán kiểu làm giàu các bạn, không mua những cái khoản như là về hưu nè đó, bảo hiểm về hưu nè, không nó kêu là locking income là LIE không, của tỉnh Alpha này, ví dụ như mình ở đây là locking LIF can live FF yeah. LIPF yeah, live. Thì cái này là locking khi mà 65 tuổi mình có quyền mình rút ra. Đó, 65 tuổi hay là mình có quyền rút ra. Đó, không? Hay là tùy theo mình, nếu mình lên tới cái mức của nó là bao nhiêu đó, thì trong đây á thì các bạn dùng vô đi, cứ người ta tính là cứ mỗi tháng cứ bỏ vô 1.000 đô thì một năm là bạn 12.000, thì nhân cho 20 năm tính lên thì các bạn tính ra rồi, ví dụ 30 năm thì các bạn sẽ có 1.300.000 trong đó, đó là 30 năm, 25 năm hay là 28 năm thì tùy các bạn à, ăn thua là các bạn bỏ tiền vô. Thì mình để dành cái tiền, số tiền này đó, mỗi tháng mình phải bỏ vô, cứ trong các bạn phải trả tiền xe, tiền nhà này nọ đủ thứ hết, rồi trả 3.000+ luôn, xong tiền dùng cái tiền đó mình mua cái khoản mà locking retirement, hoặc là mình mua cái khoản mà tiền như là SP chẳng hạn đó. Rồi cái sau cái hồi năm 90 thì nó có cái kêu là đó thì đó mình mua đó, thì mình mua đó. Bây giờ thí dụ như trong á, mỗi năm á, nó cho bạn mua được là khoảng 6.000 đô mỗi năm, thì đó thì cái mình bỏ cái tiền đó mình cứ bỏ vô đó, rồi mình có thể là mua bond, mua mà những cái gì đó mình có cái in dividend, nghĩa là có cái tiền mà hối đoái á, đó.
để về hưu rồi, chứ không phải mình invest đi mình làm giàu trong một tiếng đồng hồ hay là hai tiếng đồng hồ là mình giàu, có tiền mình giàu liền. Cái này á, làm trong đó thì trong đó là mình để dành lại, thì mình cũng sống cũng giống như người mà người ta có nhà đó, dù là mình mướn tiền, mướn tiền tiền nhà. Thì lúc đó các bạn biết là thí dụ cách đây khoảng năm 80, nhà rẻ rẻ, mình sống có 350 một tháng tiền mướn nhà, nó lên là 500 một tháng tiền mướn nhà. Bây giờ thì nó lên đâu khoảng 1,200 một tháng tiền mướn nhà. Thì đó. Thì nhưng mà trong cái ngân khoản của mình á, mình đã có trong đó là cả hơn 1 triệu đô để về hưu cho giữa hai người. Không? Mà cái tiền lương ở đây á, cái tiền mà về hưu ở đây nó bất, nghĩa là người ta tính sau đó là phải có 500,000 cái đủ về hưu. Dư giả đi chơi đi này nọ đi, mà mình có thể đi taxi khoảng cả 150 đô mà cho một chuyến mà taxi của mình không nhầm rồi hết. Mình có thể đi mà tàu đi mà mình có thể ở một cái căn phòng 500 đô như ở trên Bam và Bam Spring á, ở một đêm 500 đô ăn một bữa cơm nguyên cả ngày đó, mình ăn từ ăn buổi sáng, ăn buổi trưa, ăn buổi chiều cả 500 đô là 1,000 đô đó, thấy không? Thì mình có thể mình bây giờ mình về hưu được, mình có thể mình xài cho mình, cho riêng mình về cái chuyện đó. Thì á, ăn thua là cái người ta nói là mã đáo thành công là sao? Cái chữ mã đáo thành công á là sao? Là cuối cùng á, cái đường á, ngựa hay á là nó chạy đường dài chứ không phải chạy đường ngắn. Đó, những cái người làm thí dụ như họ về hưu, họ sống sung túc, họ dư giả, họ xài họ thoải mái đó, đó là cái người nó kêu là mã đáo thành công. Không phải là mã đá thành công mới đó mà trúng được cái số cặp 5, cặp 6, cặp 7, cặp 10 vậy đó là mã đá thành công, không có chuyện đó. À, cái chuyện mà về già đó, nếu mà người ta làm khi về già, có những người về già rồi bây giờ 60 tuổi vẫn còn ăn một phê mà đi khai bệnh để mà lấy tiền bệnh này nọ, xin bác sĩ năn nỉ tới khóc bác sĩ để lấy tiền bệnh này nọ, thấy chưa? Có những người như vậy, những người Việt Nam mình là như vậy. Còn cái người ngoại quốc ở đây, người ta tính tại sao mà mình nói là người ngoại quốc họ sống không có tình cảm, không, họ vẫn giống như cha mình à, nhưng mà hậu làm gì nói gì bị hai mẹ quên nó thoát kia nào, ông quên nói gì bị hai đó. Thì á, là người ta vẫn sống tình cảm, người ta tính toán, thì trong cái cuộc sống của người ta tính toán từng đồng từng ly từng tí luôn, người ta không có sống như mình nghĩ là mình thoải mái mà này nọ, không có đâu. Tại sao đất nước của họ nó giàu, còn Việt Nam mà nó người nào giàu là ăn rồi tham nhũng này nọ mới có tiền dư ra, phải có con ông cháu cha này nọ có quen biết nọ. Còn ở đây cái những người giàu ở đây á, không có người ta đi mà vượt biên từ bên Poland họ qua đây thôi, nó trẻ qua đây khoảng 18 tuổi 19 tuổi chỉ có 2,000 đồng trong túi, nhưng bây giờ nó ra tỷ phú luôn, không như cái ông mà những cái người mà ở đây giàu là họ từ cái cánh tay, cái bàn tay của họ làm ra đó, từ cái số không mà họ làm ra, chứ họ không có nhờ vả vào nhà và cha mẹ ai đó, không? Còn cái thí dụ của hồi môn này nọ đó là mới chỉ chuyện nhỏ thôi. Còn nhưng mà họ bắt buộc mình phải làm, không? Rồi đợi tới 60-65 tuổi bây giờ mới trao cái khế ước về nhà cửa cho mình chẳng hạn vậy. Quá trẻ thì biểu tượng là trong những thời gian đó mình vẫn ngồi đó đợi chờ xung đụng hay sao, thì mình phải sống giống như những người mà có nhà đó. Thì người ta có nhà, bây giờ cái nhà đó họ dính cứng cái tiền ở trong đó, họ không thể nào xài ra được, không có thể là bán ra, thì nhà nước lượm capital tax, lượm
mình ra bao nhiêu, nó không định nghĩ là như vậy. Còn với con, những cái người không cần phải mua nhà, không cần phải mua xe, tại họ đi làm mới gần nhà, họ không cần phải phải tính ra đó, rồi họ ra, tìm ra những công việc họ làm đó, thì mua những cái ngân khoản để về hưu đó. Đúng ra hồi xưa mình ở đây, mình vợ chồng mình á, khi mà mình còn đi làm á, mình để dành tiền trong cái khoản về hưu này nè, đúng ra nó tính toán hết trơn rồi, không thế má này nọ ra mình tính toán hết trơn rồi. Nhiều lúc mình gửi tiền về cho ba mình ở Việt Nam á, à, mùa đông bà xã mình lặn lội đi gửi âm như là từ 20 độ, bà xã cũng lầm lũi đi trong tuyết giá vì gửi tiền cho ông già. Mỗi lần gửi tiền cho ông già chỉ một phần nhỏ thôi, nhưng mà tụi mình phải ăn trứng, mua dĩ trứng hồi đó có 3 đồng, ăn cả trùng luôn đó các bạn đó. Đó là những cái đó. Nhưng mà mấy em mình không hiểu, mình không có nói ra cho mấy đứa nó hiểu rằng cái cuộc sống của mình là như vậy. Nó già rất nghèo, nhưng bây giờ nè, về hưu nè, đó, về hưu mình thư thả, mình có thể sống, mình có thể ăn 500 đô một bữa ăn cũng được, mình có thể ở một cái khách sạn 1.000 đô đêm cũng không sao đó, mình có tiền, phải không? Đó, thì đó là như vậy. Đừng cứ nghĩ rằng là người ta không có nhà, đi xe buýt rồi mà, hay là mà, đó, bây giờ mình đi rồi mình về hưu rồi mình đi taxi không à, đi đâu cũng taxi đó, đúng không? À, có người nói sao không mua cái chiếc xe chạy cho nó, nói, trời ơi 65 tuổi rồi bây giờ mới ai mà nó lái xe, mua xe mà làm gì, trời ơi biến đó. Bây giờ mình là chỉ là vậy vậy đó, mình làm như vậy hot paper đó, mình đi taxi mà mọi tới mình đi chơi taxi đó, mình cũng đi xe đò, đi xe đi du lịch, ăn xe lửa, xe lửa du lịch, xe đò du lịch, máy bay, tàu thủy, tàu bè, món món nào nào trên bay, taxi thoải mái luôn. Mình làm không bao phản á, có tiền, có tiền mình đi thoải mái, mình không có không tự nhiên là như vậy, không còn mình không có xài. Với dụ anh gọi lại về hưu là đừng bao giờ xài, phải tính toán hết tiền mà thiếu nợ nè, thanh toán hết những cái mà visa máy tất cả của họ về hưu là mình làm trong lòng á, không có gì hết, bằng bầu nhẹ đó, về hưu thoải mái hơn. Còn những người cứ về hưu mà không còn trả tiền visa, trời ăn trước trả sau chết rồi. Bây giờ là mọi người nhà nước đó, họ mà khuyên mình là phải nên để dành tiền, tại vì có thể chiến tranh thứ ba xảy ra không chứ, sức khỏe là trong những cái lúc này là lúc khốn khó này, là lockdown rồi đó, đó. Ở đây năm 1939 ra ra rồi, họ cũng trích ngân sách ra để họ trả lương cho công nhân đầu cũng 4 tháng các bạn, năm 1939 đó, rồi tra đai nè, là họ trích ngân khoản ra đó, để trích ngân khoản ra để cung cấp cho dân chúng này nọ, họ trả 4 tháng 5 tháng luôn. Đó, rồi bắt đầu là 39-40 bắt đầu là Thế chiến, chỉ còn năm sau là Thế chiến thứ hai xuất hiện liền. Thì bây giờ cũng vậy. Rồi phải không, tất cả thế giới nước nào cũng trích tiền ra
cho dân chúng, anh chị và khuyên họ để làm để dành tiền hả, đúng không? Cho nên đó, có thể chiến tranh thứ ba sẽ xảy ra rất là gần. Và mình nghĩ chắc cũng khoảng chừng bây giờ nó đang sự chuẩn bị thì ít nhất là cũng phải 4-5 năm, phải không? Cái này là bữa ăn chiều thứ hai của tụi mình. Hồi nãy mình ăn seafood thì nọ rồi, bây giờ cái này là ăn T-bone steak, tập thú. T-bone steak. T-bone steak, tập thú. Thôi, thân chào các bạn, chúng các bạn ngày tốt lành. Và người ta thấy đi xe buýt không phải là sống trong thành phố không cần ở xa, ở xa thành phố, ở đằng xa cần một xe, cái xe tích hợp xe 5 đồng 3 năm. Đây không có ai mà có tiền trả hết lần này các bạn. Mua gì cũng đều trả trong Visa, Mastercard rồi em trả trong mình cũng nghĩ rồi. Vì thương là mình không có thiếu nợ gì đó. Hồi xưa bây giờ mình cũng không có xài Visa Mastercard gì. Tại vì ví dụ các bạn có tiền trong mặt, giờ hôm trước bà xã thích cái xe đạp điện bán 1.300, nhưng mình lại lock ở trong cái nhà băng tới cái mức đó mình xài mình trả rồi chỉ lót được, nó không có cho trả thôi cái số mà mình định đó. Thì cái bà xã mua không được, bà xã về nhà suy nghĩ lại có thể có mua xe đạp điện hay không, hay là gì đó mình ở đây mua đồ đi chợ cũng gần, đi xe taxi cũng được thôi, không xe đạp điện nó vui rồi. Nhận ba thấy cũng được. Nhà băng mình quá cái ấn định của nhà băng mà mỗi ngày mình xài á các bạn, không là như vậy đó. Thì cho nên bà xã không có mua được, không về nhà thì bà xã cũng tiếc, mà qua ngày hôm sau ngủ một đêm, qua ngày hôm sau quên đi mua electric bay thế là hợp tác Dubai, rồi bằng nhiêu debit cả cơ. Right, debit card. Đang lock it over limit. Đấy, you set up the limit. Right, over limit, yeah. Don't fail. So you come home, you think again. Right. You buy and then you come think again. Bây giờ nó kế cả á. Phê, buy, buy, wait. Right, I will. Đấy là quên đó. How to save the money, how to live. But your father said, your father that's why you do not give the credit card, right? Right. But your father is a banker. You understand? Right. If you don't need it. You don't need it, you don't need to buy. If you have the money, you don't need it. See? But we have money. I have a limit that can't buy. Come home, think about it again. I don't know if you have cash in there. I have cash, but I don't pay some debit card. Right. And some cash. Tomorrow. Never came? Tomorrow, okay. Tomorrow never come.
Ngày mai là không bao giờ đến nữa. Về nhà nằm ngủ đêm suy nghĩ lại, không phải mua luôn.